Rồi, hello, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một con xe Super Harley 170, dòng xe hai mấy V, 2 bô ha. Xe nổ rất là ngầu nha, tiếng máy Sola nổ rất là hay nha anh em. Và con này với có cái giá cũng rất là hợp lý luôn anh em, giá chỉ có 65 triệu thôi. Biển số thành phố nha, chính chủ Tuấn Mô Tô đang đứng tên luôn. Đó, anh em mày để ý nha. Đó, chính chủ luôn, nên anh em nào mua thì anh em có thể sang tên vô tư nha. Và bên mình lại có ship tận nơi cho anh em mình luôn. Anh em mình ở xa đó, anh em mà không lên được địa chỉ cửa hàng thì bên mình sẽ ship về tận nơi cho anh em luôn. Giá chỉ có 65 triệu thôi, bên mình bao ship luôn. Đó, giá này là quá rẻ là anh em. Giá này thì bên mình bán lỗ tầm 10 triệu rồi đó anh em. Đó, lúc trước bên mình bán ra 7 mấy, 8 mấy triệu. Hôm nay cuối năm nè, sổ rẻ cho anh em chỉ có 65 triệu thôi. Một con Super Harley 170. 170cc thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường ha. Anh em mình không cần đổi bằng lái nha anh em. Vì 170, khi nào anh em sử dụng trên 175 thì anh em mới đổi bằng lái nha. Đây, con này thì 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường. Đó, con này là Super Harley 170, dòng xe hai máy V ha. Hai máy V thì nó nổi tiếng rất là hay. Đó, nó 170 thôi. Đó, anh em mua về thì anh em đi vô tư. Anh dòng này thích cho những anh em nào mà thích những dòng xe cô to nè, thích siêu tầm những dòng xe bự ha, rất ngầu nè, thì anh em sử dụng con này quá là hợp lý luôn. Con này mà anh em đi cà phê, cà pháo, anh em đi chơi ha, trong thành phố hoặc anh em đi tỉnh thì rất là ok luôn anh em. Đó, con này. Cửa hàng bên mình là địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên mình là 0369 669 659. Số điện thoại bên mình có Zalo luôn nha. Có tư vấn xe cho anh em luôn. Bên mình cửa hàng bên mình thì cũng còn mấy dòng mô tô đang có chừng giá rẻ đó. Anh em nào thích thì anh em cứ việc liên lạc cho bên mình. Con này thấy cô to này giá nó cũng thấp chứ không có cao anh em. 1m50, 1m55 ha. Anh em vẫn sử dụng ok rồi. Đây, chống chân ok anh em. Mấy con này thì cũng xài nó cũng rất là đơn giản giống như mọi xe khác thôi, chứ không có khác gì hết. Nó cũng đơn giản, chỉ có là nó to hơn một tí thôi, nó dài hơn một tí, nhìn nó rất ngầu hơn mấy những dòng xe khác. Đó, với cái giá chỉ có 65 triệu thôi, mà con này là máy ring nha, máy ring bình đề càng đèn đầy đủ hết cho anh em. Đó, anh em sử dụng mấy con này, anh em chạy bao ngầu luôn anh em. Đó, người ta nghĩ vô là chiếc xe phải là trăm mấy triệu, phân khối nó cũng phải là mấy trăm trở lên, nhưng mà nó không, nó chỉ có 170 thôi. Mấy dòng này thì anh thấy những cửa hàng khác bán cái giá rất là cao, hầu như là tám mấy, chín mấy triệu không. Bên mình bán ra chỉ có 65 triệu thôi, mà giấy tờ là bên mình chính chủ nha. Chính chủ, biển số thành phố luôn anh em. Đó. Anh em yên tâm nha. Đây. Mấy con này tiếng máy nổ rất là hay. Xe bên mình là xe ring hết, xe ring, máy ring. Đó. Nên tiếng máy nó nổ đều lắm. Anh em nghe tiếng máy không? Nổ cực kỳ êm luôn. Nổ rất là đều anh em. Chạy bao mạnh, bao ngầu. Nếu như anh em nào mà chưa thấy những dòng này thì anh em nghĩ dòng này chắc không phải là mắc tiền lắm. Nếu như anh em ra đường anh em gặp thì anh em nghĩ là chắc không phải là mấy trăm triệu, phân khối nó không phải là mấy trăm trở lên không. Nhưng mà mấy dòng này thì Super Harley 170 này thì nó chỉ có 170cc thôi. Anh em vẫn sử dụng bằng lái bằng một bình thường. Mấy con này mà anh em mua về dưới tỉnh anh em đi ha, bao ngầu anh em luôn. Anh em mua về dưới tỉnh anh em đi, người ta nghĩ xè ngầu dữ, mà đặt thật chắc nó chỉ có 65 triệu thôi anh em. Đó, bên mình bán ra bao ship luôn anh em ở dưới tỉnh. Anh em mua mà anh em ngại chạy về hoặc anh em ngại này ngại kia thì bên mình sẽ chở tới tận nhà cho anh em mình luôn. Nó rất là đơn giản anh em. Bên mình có xe vận chuyển tới nhà cho anh em luôn. Bao ship tận nhà cho anh em luôn. Giấy tờ thì anh em mua được thì mình ra phần công chứng, mình công chứng qua cho anh em luôn. Đó, em về dưới tỉnh em công chứng qua cho anh em cũng được nữa anh em. Đó, anh em yên tâm nha. Những con xe nào chính chủ thì bên mình sẽ ship về tận nơi cho anh em và ký giấy ở khu vực của anh em luôn. Anh em khỏi cần lên trên này với mất không. Tiếng bồ lên ha. Đất bồ lên rất là ngầu nha anh em. Con này thì nó hơi cao to, khỏe mạnh, lực lưỡng, nhìn ngầu. Đây, anh em xem, em sẽ chạy thử vài vòng cho anh em mình xem thôi. Có gì đâu, để em chỉnh cái cam cho nó rộng lại một tí rồi em sẽ quay chạy thử cho anh em mình một vòng. Để anh em mình trải nghiệm, anh em nào có cần chốt thì liên lạc cho mình để chốt giá nha. Bên mình có số điện thoại luôn, có tư vấn xe cho anh em mình luôn. Để anh em mình thấy nha. Em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình một vòng. Để anh em xem, em sẽ phóng cái cam lại một tí để cho nó ôm hết ra nè, ôm hết để mới quay mới chạy được. Chứ không là anh em, vì con này ôm cua nó hơi khó một tí. Mình thì hơi nhỏ con, ôm cua thì nó hơi khó một tí. Nhưng mà vòng này thì thích cho những anh em nào mà thích ngầu, thích cao to, lực lưỡng, thích bao đẹp, bao ngầu thì anh em mua mấy con này anh em sử dụng nên chạy nó khá là ngầu luôn. Máy rất là nhờ nổi nha, máy ring luôn anh em, máy ring luôn, hai máy chưa có làm gì hết trơn, xe ring hết. Tiếng bô nổ cực kỳ hay luôn anh em. Nó nổ cái tiếng lệch bô á nên nó rất là hay. Anh em mình để ý nha. Mấy
con này anh em đi bao ngầu. Mấy con này anh em chạy là bao ngầu luôn nè. Mấy con này ôm cua thì nó hơi khó hơn những mấy con khác, vì con này nó lớn hơn, cái đòn nó dài hơn, nó nặng hơn, thì mình ôm cua mình phải từ từ nha anh em, chứ không phải ôm cua giống như những dòng xe Shadow hoặc những dòng xe Master đồ, thì mình ôm cua nó khỏe, nó nhanh. Con này thì xài đồng hồ điện tử ha. Nó ôm cua nó cũng bình thường thôi, nếu như anh em chưa quen thì anh em nhớ, chứ còn mình quen, mình chạy hoài rồi thì mình lượng sức được mình chạy nha anh em. Anh em thấy không? Nó tiếng máy nó lên nó đã lắm, nó mạnh. Mà nó lên nó cực kỳ khỏe luôn anh em. Nó cực kỳ khỏe. Anh em mình để ý ha. Đó, giá chỉ có 65 triệu thôi. Bên mình hầu như là đang video xe nào là bên mình công giá, báo giá đầy đủ hết cho anh em luôn, chứ không giống như những cửa hàng khác. Những cửa hàng khác báo giá không chịu báo giá cho khách, khách không biết đường đâu mà mua. Còn riêng bên mình bán xe, hầu như bên mình review xe là bên mình báo giá đầy đủ hết cho anh em luôn. Anh em cũng thấy vừa túi tiền, cũng thấy hợp thì anh em alo mua để đỡ tốn thời gian giữa hai bên. Chứ còn không giống như những cửa hàng khác ha. Cửa hàng khác báo giá lên là sợ giá cao đồ này kia, không dám chịu nói giá, quay nguyên cái video mà không nói giá cho khách biết. Còn riêng bên mình quay video là báo giá hết cho anh em luôn, báo giá hết luôn nha anh em. Đó, nên anh em mua xe bên mình, anh em cũng thấy tin tưởng, anh em ủng hộ bên mình để ghé bên mình để ủng hộ nha, để ủng hộ xe. Bên mình quay video sao bên mình bán xe y chang, review sao bên mình, nói có cái gì bên mình nói hết cho anh em, để anh em dễ mua, đỡ tốn thời gian ha, không có tốn thời gian giữa hai bên. Đây má này anh em nhìn nè, anh em nghe tiếng máy nổ không, rất là êm, nổ tiếng rất là hay nha. Mấy dòng này máy nó solar, máy về máy solar nên cái bô nổ rất là hay, boring luôn nha. Mấy dòng này boring nổ rất là hay nha, nên nổ tiếng máy ok. Xe bánh mâm, cái đời này nó có hai loại nha, một loại cái đời cũng giống vậy luôn, nhưng mà bánh một chỉ có một thắng đĩa thôi, còn cái đời bên em là đời hai thắng đĩa nha, mâm đũa nha, anh em để ý nha. Cũng có một cái đời giống vậy, cũng có một cái đời máy V giống vậy, nhưng mà nó chỉ có là một đĩa trước. Mà máy mâm là mâm bản, nó xấu, còn bên mình là mâm đũa, hai thắng đĩa, đĩa trước và đĩa sau luôn. Nên nó ok hơn, nó đẹp hơn mấy cái kia nó nhìn cái bánh mâm nó chỉ có một đĩa thôi, một đĩa trước thôi. Mà bánh mâm bản, mâm bùa văn anh em, nó không có đẹp bằng bánh mâm đũa này. Mâm đũa này nó làm theo cái kiểu hạt lay 883, nhưng nhìn nó rất là đẹp. Mẫu này là mẫu Super Hạt Lay 170, dòng xe 2 máy V, giá chỉ có 65 triệu thôi, bên mình bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Anh em ở gần thì bên mình sẽ chở tới cho anh em luôn, anh em mình để ý nha. Anh em xem video bên mình, mà anh em nào mà chưa đăng ký kênh bên mình thì anh em chịu khó bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ ha, để mình đăng ký kênh bên cửa hàng Tuấn Mô Tô, để anh em theo dõi cho nhiều video bên cửa hàng mình cho nó dễ. Còn anh em nào mà đăng ký kênh rồi thì anh em ủng hộ bên mình một like và một lượt chia sẻ video để nhiều người cùng xem anh em. Gần tới Tết rồi, anh em nào mà chưa có xe để đi chơi, đi phượt ha, về quê hoặc này kia thì anh em liên lạc cho bên mình. Có xe nào cũng thấy vừa ý thì anh em ủng hộ bên mình, để ủng hộ bên mình nha. Bên mình bán xe là uy tín anh em, chứ không có giống như những cửa hàng khác đâu, keo đầu dê bán thịt chó này kia. Bên mình chỉ có là bán xe riêng thôi, quay video xe nào là bán đúng xe đó. Đó, chứ không có giống như những cửa hàng khác ha. Quay video xe này rồi bán xe khác nha. Bên mình không. Bên mình giả sử như xe này mà bên mình đăng lên video mà có khách chốt thì bên mình sẽ quay cái ảnh tượng mà khách mua xe bên mình. Bên mình sẽ đăng lên để anh em biết là xe bên mình đã bán rồi. Đó. Bên mình thì cũng còn mấy vài dòng xe nè. Bên mình hôm bữa vừa bán cũng rất là nhiều cho khách rồi mà không có xe mua vô. Đó, anh em nào mà có xe bán thì anh em liên lạc cho bên mình nha. Bên mình mua xe tận nơi cho anh em mình luôn. Mua xe tận nơi nha, tới tận nhà anh em mua luôn. Anh em ở đâu, anh em có xe bán, anh em kết bạn Zalo, anh em gửi hình ảnh thông tin xe báo giá đầy đủ cho bên mình. Bên mình cũng thấy mua ok được thì mình sẽ tới tận nhà mua. Thì hôm bữa giờ bên mình ship xe cho khách cũng rất là nhiều, nên bên mình hiện tại giờ cũng còn ít xe lắm. Còn mấy dòng xe đẹp đẹp không à, đó, dòng xe đẹp đẹp chính hãng không. Nên như này nó có mua thì gái ủng hộ bên mình nha. Đó, con này là Super Hạt Lay. Anh em nào có xe bán thì anh em cứ việc liên lạc cho bên mình. Số điện thoại là 0369 669 659, địa chỉ bên mình là 2062 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình bán xe là có ship xe tận nơi, và bên mình mua xe cũng vậy, mua tận nơi cho anh em luôn. Anh em ở tỉnh ha, miền Tây đồ hoặc ở Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, anh em có xe bán alo cho bên mình tới tận nhà mua luôn, anh em khỏi cần chạy đi đâu hết. Đó, anh em mình ấy nha. Rồi, em mình sẽ tiến lại, mình giới thiệu sát cho anh em, quay cho anh em sơ một dòng chiếc xe cho anh em. Anh em nào cũng thấy ưng mua thích thì chốt nha. Vì em thấy giá cũng rẻ nè anh em. Giá bên mình giảm giá cực sâu cho anh em mình luôn rồi.
giá chỉ có 65 triệu thôi, mà con xe như vậy thì anh em thấy rẻ không? Biển số thành phố luôn nha. Đó, xe có cản trong cản giữa luôn, biển số thành phố luôn nha anh em. Biển số 59S231595. Đó, xe anh em thấy không? Hai cái bô nhìn rất là ngầu luôn. Đó, xe nè, đó anh em thấy không? Con xe hai máy nha, hai máy V nha anh em. Em quay nó chói, điện thoại nó hơi cùi bắp một tí. Quay nó không có được tỏ giống như những cửa hàng khác. Cửa hàng khác thì người ta xài điện thoại xịn, người ta quay bằng máy ảnh, máy này máy kia. Nhưng mà đó là nó không có thực tế với anh em. Đó, nhìn anh em không thực tế với anh em. Còn đây bên mình quay điện thoại cùi bắp thì anh em nhìn nó thực tế chiếc xe hơn. Nó không có ảo, không có ảo giống như những chụp hình đó anh em. Nhiều người chụp hình rất là xe, người rất là xấu nhưng mà chụp hình vô thì rất là đẹp. Còn bên mình thì quay cái điện thoại cùi bắp nên thành ra cái xe sau thì nó hình thật, nó bên ngoài nó y chang vậy luôn anh em, không có ảo một tí nào hết. Anh em để ý nha, đây 65 triệu bao ship toàn quốc luôn, giấy tờ thì anh em yên tâm về giấy tờ. Xe là khá là đẹp luôn, xe khá là đẹp anh em, nhìn đồ đạc rất là đẹp. Đó, hai máy nha, hai máy máy V luôn. Đó, dòng xe máy V, bơm xăng đồ là vẫn hoạt động bình thường hết nha anh em, chứ không có giống như những cửa hàng khác. Em thấy cũng có những cửa hàng khác review lên cũng chiếc xe, nhưng mà em thấy hầu như là đa số là độ chế hết rồi, còn xe bên mình là vin hết bơm đầy đủ hết chứ. Cái này mà nó không hoạt động thì anh em chạy cũng không được đâu nha, phải hoạt động bình thường hết, đầy đủ hết nha anh em. Đây là cái bơm xăng nha, thấy thì đơn giản vậy đó, nhưng mà anh em bỏ cái này là anh em sử dụng chiếc xe nó không có được ok đâu nha. Đó, còn cái này là bên mình là vẫn hoạt động bình thường hết, do nhờ là vẫn đều đặn hết cho anh em, đầy đủ hết đó. Nhìn ha, đây là số máy nè, số máy của nó đóng đây này. Đó, những dòng xe nhập thì nó vậy á, số máy nhìn rất là đơn giản chứ không có cầu kỳ giống như những dòng xe Honda Việt Nam mình đóng số bự đồ này kia ha. Đây, số nó thì 5 số, bạn để chân lớn 5 số nha, số 1 trước 2 3 4 5 thì mình móc lên rất là đã, rất là dễ thôi, sử dụng như số như những dòng xe khác thôi. Nhưng mà nhìn con này thì nó ngầu hơn, cái máy nó bự hơn, máy V nữa, nhìn nó rất là lịch lãm. Hệ thống thân địa trước nha, thân địa trước và đĩa sau luôn, có cục CBS màu vàng, đó là cục CBS trong có thắng này. Còn xe thì có sao mình giới thiệu y chang thôi, y chang vậy thôi, đơn giản, nó đơn giản vậy thôi. Còn đồng hồ nó thì đồng hồ điện tử này. Đây, anh em nhìn bật nó lên nè, nắng chói ấy quá không thấy đường luôn anh em ơi. Đó, đơn giản đó, số dưới này nè, đó, anh em thấy không? Đơn giản vậy đó, nắp xăng thì anh em mở bằng chìa khóa, mở khóa bình thường giống như những dòng xe khác. Đây là nút tắt máy rồi, nút đề rồi, mở đèn rồi, đây là xi nhanh rồi, nó trong dải kiến rồi, kiến ring rồi, nhìn nó cũng có chữ có rồi, đầy đủ hết, sạch sẽ, ok. Gắn dựa luôn, có xe có gắn gắn dựa luôn. Gắn dựa này thì người ta gắn vô thôi chứ ring nó cũng không có đâu anh em. Đây, ring nó cũng có. Vỏ con này thì khá là bự luôn, vỏ con này giống như vỏ xe hơi rất là lớn, đạn rất là lớn. Kèn đèn xi nhanh được hoạt động bình thường hết anh em. Đó, giá chỉ có 65 triệu thôi, bên mình bao ship ha, bao ship toàn quốc cho anh em luôn, giá 65 triệu. Anh em nào mua thì anh em liên lạc bên mình để được có cái giá tốt hơn một tí ha. Thì nói chung là nhiều anh em mà hay theo dõi kênh bên cửa hàng Tuấn Mô Tô, anh em hay theo dõi kênh rồi bấm like chia sẻ, thì anh em mua xe thì bên mình có thể giảm giá xuống một tí cho anh em. Về cái phần anh em hay theo dõi kênh bên mình thì bên mình sẽ có một chút hoa hồng gì đó cho anh em, bớt giá xuống cho anh em và được ship tận nơi luôn. Đó, anh em mình để ý nha, hai cái bô con này nhìn rất là ngầu nè, bô mấy bô này nổ rất là hay nha, bô này nó giống như bô này nó xài chung với dòng Rebel 170 LC anh em, nên dòng này nó nổ rất là hay. Đó, dòng máy V thì anh em biết rồi, nó nổ tiếng máy nó rất là hay nè, nó nổ có độ so le trên lệch, nên máy trước máy sau, máy này nổ trước máy kia nổ sau, hai cái độ trên lệch nhau nên làm cho cái tiếng máy nó rất là hay, chỉ có dòng máy V mới nổ được vậy thôi nha. Chứ còn những dòng Rebel hai máy nhưng mà nó không có nổ được vậy đâu, chỉ có những dòng máy V giống như Harley nè, Sadao nè, Stix nè, đó thì nó mới nổ được cái dòng Solar này thôi. Những dòng máy V thì anh em cứ để ý những dòng máy mà máy V Solar thì nó nổ tiếng rất là hay. Đó, 65 triệu mà con xe ngầu như vậy, đẹp như vậy luôn anh em. Thấy không? Nhiều anh em nghĩ là dòng xe này phải là mấy trăm triệu ha, phân khối nó cũng phải là mấy trăm, nhưng mà thực chất nó chỉ còn 170 thôi, vẫn sử dụng cái bằng lái giống như xe rim xe quay bình thường. Từ khi nào mà anh em mua những dòng xe nào mà sử dụng trên 175cc thì anh em mới cần đổi bằng lái A2. Đó, anh em mình để ý nha,
Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại anh em video sau. Video này mình sẽ ngưng và chúc anh em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em video sau. Xem xong video thì nhớ ủng hộ cho bên mình một lượt chia sẻ nha. Đó, bấm like nha. Đó, đăng ký kênh. Rồi, cảm ơn anh em nha.